Hàng năm, viết sớ dân táo, nghèo vẫn hoàn nghèo là vì cớ gì? Vào năm Gia Tỉnh thời nhà Minh, tại Giang Tây có một người tên Du Đô, thường hay đọc sách thánh hiền. Đối với những chuyện sai trái thì quyết liệt tránh xa. Ông tin rằng mọi việc thiện ác trên đời luôn được thần Phật ghi chép lại, do đó rất hay làm nhiều việc thiện. Thế nhưng con đường công danh của ông liên tục gặp trắc trở. Cả 7 lần thi hương thì 7 lần đều không đậu, gia cảnh đã vậy còn bần hàn khó khăn. Ông có tận 9 người con, nhưng tất cả đều yếu mệnh qua đời, chỉ còn lại một trai một gái. Nhất là cậu con trai càng lớn càng thông minh lanh lợi, nên hai vợ chồng đặt hết kỳ vọng vào đứa con này. Thế mà năm cậu bé lên 6, trong một lần đi chơi thì bị thất lạc. Mất con, vợ chồng Du Đô rất đau khổ. Vợ ông vì khóc quá nhiều mà đâm ra mù lòa cả hai mắt. Công danh không thành, gia đình cũng tan nát. Gánh nặng chồng chất gánh nặng, khiến Du Đô rất suy sụp. Ông ngửa mặt lên trời tự hỏi, bản thân cả đời đọc sách thánh hiền, không làm gì sai trái, vì sao vẫn bị trừng phạt? Thế rồi hàng năm, ông viết một tấu sớ rất dài, đặt lên bàn thờ khấn vái, sau đó đốt lên cho táo quân, mong được chỉ dẫn. Ấy vậy mà 7 năm trôi qua, ông chẳng nhận được chút gợi ý. Cuộc sống khốn khổ cũng chẳng có chút tiến triển nào. Lòng Du Đô nguội lạnh, tâm tối. Giao thừa năm Du Đô 47 tuổi, căn nhà lạnh lẽo thường ngày đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mở ra, Du Đô thấy một ông lão lạ mặt, đồ đội mũ ô sa, quần áo rộng thùng thình, tự nhận là họ Trương. Nghe nói nhà ông đang có việc buồn rầu lo lắng, nên mới đến hỏi thăm. Du Đô cảm thấy chuyện này có chút khác thường, nhưng vẫn mời ông lão vào nhà, tiếp đón cẩn thận. Sau đó kể cho ông lão nghe những chuyện mà mình gặp phải suốt nhiều năm nay. Ông lão họ Trương nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói, chỉ sợ sau này ngươi còn phải gánh lấy sự trừng phạt nặng nề hơn. Nghe những lời đó, Du Đô rất đổi kinh ngạc, ngẫm nghĩ thường ngày làm bao nhiêu việc tốt, thế mà phúc chẳng thấy đâu, lại còn bị trừng phạt, là lẽ nào? Ông lão lại tiếp tục, vậy ngươi hãy nghe cho kỹ nhé. Ngươi thường ngày nói trân quý sách, nhưng lại dùng giấy trong sách để bọc đồ ăn, lau bàn ghế, sau đó còn tùy tiện đốt bỏ. Ngươi thề nguyện phóng sinh, nhưng trong bếp vẫn không ngừng nấu các món cua, tôm, cá sống. Còn khẩu nghiệp thì lại càng nặng nề hơn, lời nói ra đầy châm biếm người khác, mỗi lời đều như dao sắc làm kích động tới thần Phật, không biết bao nhiêu cho kể. Chuyện tà dâm mặc dù không biểu hiện ra, nhưng khi nhìn thấy cô gái nào có dung mạo xinh đẹp, trong lòng vẫn nảy sinh tà niệm, không những không biết hối cải, lại còn than trách ông trời. Những tấu sớ của ngươi đã được chuyển lên Ngọc Đế rồi, ngài cũng đã cho người đến điều tra cặn kẽ. Nhưng quả thật, những việc thiện ngươi làm chẳng việc nào đáng để ghi chép. Nghe những lời này, Du Đô trong lòng hoảng hốt, quỳ sụp xuống đất khóc ròng. Ông lão lại nói, hy vọng từ nay về sau ngươi có thể tiêu trừ tâm tham, bỏ thói phóng túng, không màng danh lợi, không cầu phúc báo, thật lòng thật dạ mà làm việc tốt, kiên trì lâu dài sẽ tự thấy kết quả. Bởi gia đình ngươi rất thành kính với ta, nên ta mới đích thân đến để nhắc nhở. Nói xong, Trương lão nhân đi vào bếp rồi bỗng dưng biến mất. Lúc này gia đình Du Đô mới biết đó là táo quân hiển linh tới cứu giúp, nên vội vàng thắp hương lễ tạ. Thay tâm đổi mệnh. Sáng mùng 1 Tết hôm sau, trước bài vị tổ tiên và bàn thờ trời đất, gia đình Du Đô thành tâm phát nguyện tích đức hành thiện, tu tâm đổi tính. Từ đó mỗi lời nói cử chỉ ông đều tự nhắc nhở mình rằng, trên đầu ba thước có thần linh. Mỗi khi giúp người thì không mong báo đáp, gặp khổ nạn cũng không oán than ông trời nữa. Không những vậy, gia đình ông còn thường xuyên khuyên người khác phải tích đức hành thiện. Cứ thế thời gian dần trôi, đến năm Du Đô 50 tuổi, được tiến cử làm thầy dạy cho con trai của một học giả nổi tiếng, cuộc sống bần hàn tự nhiên cũng được cải thiện. Cho đến một ngày, Du Đô tới bái kiến Dương Công,
một thái giám ở trong cung. Vị thái giám này cho gọi 5 người con nuôi ra chào hỏi. Trong đó có một cậu bé chừng 16 tuổi. Từ tướng mạo cho đến dáng vẻ đều khiến ông cảm thấy gần gũi, quen thuộc. Judo liền tới hỏi tung tích quê quán, thì cậu bé trả lời: "Con là người Giang Tây, khi còn nhỏ trong một lần đi chơi, con lên một thuyền chứa lương thực, rồi bị thất lạc gia đình. Bây giờ con chỉ nhớ mang máng về tên họ cũng như làng xóm khi xưa." Judo cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Ông hồi hộp theo cậu bé cởi giày cho mình xem, thì thấy hai nốt ruồi to, vị trí hình dáng đều hệt như của đứa con thất lạc. Bấy lâu tìm kiếm không ra, nay đứa con thất lạc tự dưng đứng ngay trước mắt. Judo xúc động không nói nên lời, khóc nức ôm chầm lấy con. "Đội ơn trời Phật phù hộ hiển linh, đây đúng là con trai con rồi." Nhắc đến người vợ mù lạ của mình, Judo tức tốc đưa con trai về đoàn tụ cùng mẹ. Người mẹ từ ngày mất con, lúc nào cũng sống trong giày vò. Nay thấy con trai trở về, bà khóc đến mức chảy cả máu mắt. Ai cũng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu con trai nức nở lấy tay lau đi những giọt nước mắt màu đỏ thẫm trên mặt mẹ. Thế rồi phép màu xảy ra, người mẹ bỗng dưng nhìn thấy được mọi thứ. Đôi mắt mù lạ bây giờ lại sáng tinh anh. Judo nhìn thấy cảnh này, biết ngay là trời Phật đã chứng cho lòng thành của ông, nên ban phép màu đến. Sau ngày đoàn tụ, ông xin từ chức trở về cố hương, sống một đời an nhàn, không màng danh lợi thế gian, hằng ngày chỉ tích đức hành thiện. Để săn dạy con cháu đời sau, Judo cũng đích thân chép lại chuyện mình từng gặp Táo Quân và quá trình thay đổi tâm tính ra sao cho con cháu noi theo. Cuối cùng, ông sống thọ đến 80 tuổi, thanh thản mà qua đời. Mọi người đều nói bởi Judo kịp thời hối cải nên mới nhận được phúc báo to lớn cải biến số mệnh. Ở đời, nhân quả luôn công bằng. Có người nghĩ rằng chỉ cần không làm ra hành động xấu thì sẽ không tạo thành nghiệp. Chỉ cần không nói ra thì người khác sẽ không biết trong tâm mình nghĩ gì. Nhưng có câu mắt thần như điện. Thần có thể nhìn thấu mọi sự thiện ác trên thế gian, những suy nghĩ lừa mình dối người đó. Lẽ nào có thể qua được mắt thần?